Tiền xây nhà có chưa? Tiền xây nhà thì đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu, xây nhà to nhỏ nữa. Có tiền dư cho chị mượn nhé. Gì mới nghe mượn tiền cái tự nhiên giống như hết muốn nói chuyện luôn. Không rồi. Tại vì không có tiền nên chị hỏi câu đó nó hơi khó nên. Ủa vậy nếu em có tiền em cho chị mượn sao? À, còn tùy vào khả năng rồi chị. Ờ đó. Ví dụ chị mượn vài ba ngàn thì sẵn sàng em cho mượn, chứ mượn vài chục ngàn thì cao. Vài ba ngàn, vài ba ngàn đô chứ vài ba ngàn đồng chị mượn chi? Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do chia tay là thứ nhất là anh đó gia trưởng, thứ hai là độc đoán, ít quan tâm đến bạn gái. Rồi đôi khi là còn là keo kiệt nữa. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một người chồng trong tương lai mình là người như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m62 hoặc là cao hơn thì càng tốt. Về tính cách thì là kiên nhẫn, chịu khó, vui vẻ và chân thành. Chưa lập gia đình và không theo đạo. Khoan, để cái vế chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. À, có nghĩa là em cũng không có chịu người đã đổ vỡ rồi là em cũng không đồng ý luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Lý do tại sao? Dạ trước đây là họ đã có một cái mối quan hệ là không hạnh phúc hoặc là không bền vững chẳng hạn. Thì bây giờ khi mà họ đi xây đó thì mối quan hệ mới thì họ sẽ có một cái gì đó lấn cấn ở mối quan hệ trước hay là một gì đó nên là em không thích ạ. Cho nên là ba cuốn nhật ký vẫn triệt tiêu nha em nha. Dạ. Rồi tiếp tục, em có đạo không? Em không có đạo chị. Rồi được ha, hai cái đó ổn rồi ha. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Nửa truyền thống và nửa hiện đại. Cái truyền thống ở đây á, bạn gái mà biết chăm lo cho gia đình, đối nhân xử thế. Còn cái hiện đại á, là phải luôn luôn biết làm đẹp cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Luôn luôn biết đổi mới mình á. Tới là vẫn được, về ngoại hình em muốn sao? Thì em cao 1m67. Thì em muốn một người phụ nữ thấp hơn anh em một xíu. Số phận đã cho cái nào thì xài đó. Số phận cho gì? Gì đáp cái gì? Số phận cho cái nào xài cái nấy. Môi trường làm việc của em có nữ không? Môi trường làm việc của em là rất là nhiều nữ, duyên số nó chưa tới chị. Nhiều là bao nhiêu? Ủa em làm gì, sản xuất kỹ thuật gì mà liên quan gì tới nữ? À, tại vì công ty của em là trong em là làm bên bộ phận kỹ thuật, 95% là nữ. Công ty em nhiêu người? Khoảng 5-6 ngàn người. Trời đất ơi, có nghĩa là 3-4 ngàn nữ. Dạ. Mà không có nhìn được, không có tia được em nào hết trơn. Hay là anh khó tính quá? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Không chị, 100% là thích gái chị. Mà tại sao 3-4 ngàn phụ nữ mà không có lựa được ai? Đôi khi cũng có lựa nhưng tại người ta không lựa mình. Anh bèo quá vậy anh? Hay là mình không có tấn công, không có tập trung đúng mức? Có thể là đó là lý do mà hôm nay em gặp bạn nữ đang ngồi đối diện em với chị. Phải đầu tư, sức người, sức của, thời gian, công sức mới có được thành công. An cư mới lạc nghiệp. Muốn lấy vợ mà không có nhà, có cửa, không lẽ lấy vợ về bắt nhờ ở nhà trọ? Cái lý do mà em tới bây giờ em cũng mới lấy vợ muộn là tại vì trong em luôn luôn lúc nào có suy nghĩ là mình phải an cư, lập nghiệp, công việc ổn định, kinh tế vững chắc. Thì mình khi đó mình tiến tới hôn nhân, mình lập gia đình thì mình sẽ không làm khổ cái người bạn của mình. Thì em cũng có dự định rồi là đất đai thì em cũng có sẵn rồi. Có sẵn rồi đúng không? Dạ có sẵn rồi. Tiền xây nhà có chưa? Dạ tiền xây nhà thì đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu, xây nhà to nhỏ. Thôi kệ, dù sao nó cũng có vốn sẵn rồi. Được, lo sự nghiệp trước, ổn định, báo hiếu trước. Những người đàn ông như em phải trân trọng. Cái học vấn cũng là rất là quan trọng. Vì cái học vấn đó nó dạy cho chúng ta là một con người trưởng thành hơn và một con người có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Đấy, trong tình yêu thì khi mình yêu là mình yêu cái tính cách của người đó. Còn cái học vấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì mình muốn thay đổi thì nó cũng không còn thời gian để mình thay đổi nữa. Cái gì mà học vấn mà là quá khứ? Thì bây giờ thí dụ như tình yêu rồi mới là quá khứ chứ học vấn sau quá khứ. Mình muốn chọn một cái người nào đó mà thí dụ như là học cao đại học, học cao học gì đó. Thì nhưng mà cái người đó bây giờ là đến tầm đó tuổi rồi. Mà không chưa học đến tầm đó thì mình cũng không thể đòi hỏi được nữa. Người ta nói học học nữa học mãi. Nếu em thích học thì bao giờ vẫn học được. Chị hiện tại đang có bạn học cao học. Học thấp là học thấp, học cao là cao học, học không cao là học thấp. Bây giờ tóm lại em thích học thấp hay học cao? Tóm lại là em thích một người là có văn hóa, biết đối nhân xử thế. Rồi bây giờ mình đến màn giao lưu người thân, hôm nay em đi với ai? Vậy em đi với anh của em. Em hôm nay đi với ai? Em đi với chị đồng nghiệp ạ. Chị đồng nghiệp, mời đồng nghiệp vào. Rồi chào hai bạn. Trước tiên em giới thiệu trước đi nè. Cảm nhận của em cảm giác là cô gái này như thế nào nè? Thứ nhất thấy ngoan mà ngoan mà chị ngoan nói rõ rõ chị tưởng em nói ngon ngoan. Theo như em thì em khuyên bạn trai em là nên bấm nút hay không bấm nút? Nên bấm nút. Rủi nhưng mà bạn ấy không chịu bấm nút thì em tính sao? Không bấm thì em bấm được. Chào chị, hôm nay mình thấy cặp đôi này như thế nào ạ? Xin chào chị Cát Tường. Thì nhờ mình là quan sát
để cho những cái lời khuyên em ấy. Thì cái cảm nhận đầu tiên của chị về cái anh chàng này á là chững chạc. Quan điểm thì nó chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà nó chững chạc. Em mong ước á, là một người phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống. Thì em đang thấy một cô Hiền rất là truyền thống, nhưng em chưa thấy cái bề mặt hiện đại của cô ấy đâu. Và chị là người xác nhận cho cô ấy là trước mắt em là một cô gái không phải ngoan mà ngon mà xịn nữa. Thì chị khuyên em nên cho mình một cơ hội, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Bấm nút vì sự lựa chọn của mình, bấm nút vì sự rung động của mình, chứ không phải vì sự lịch sự. Đồng ý hiểu không? Dạ, em hiểu chị. Rồi nhá, bây giờ là đến giờ phút đưa ra quyết định của hai bạn. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy cảm nhận lắng động lại. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi à, cho chị hỏi em gái sao em không bấm nút. Dạ thật sự là từ khi cái nhìn đầu tiên của em thì em cũng chưa có cảm xúc. Và sau một quá trình nói chuyện thì em cũng chưa có cảm xúc. Nên là em không bấm. Em cần cái thời gian chậm từ từ mới cảm nhận được, đúng không? Dạ. Cô gái không bấm nút thì em có suy nghĩ gì không? Thì nói chung là cái gì nó cũng một cái lý trí của người đó. Thì còn cái chuyện bấm hay không thì đấy là do cái thể phân. Em chưa tạo được cái cảm giác, cái niềm tin đối với bạn. Thật ra chị cũng buồn, chị cũng tiếc lắm luôn. Bây giờ Tường cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé.